Câu luôn em, cái mai dừng, chân dài nha. Cái đẹp đây nha em. Tới cái này đẹp á. Để em đo cái thước trước nha. Quanh như vậy ta? 40. Quanh đầu 40 nha, quanh ở trong đây 42 nè. Quanh cái dễ này 28. Dễ này cũng có 28 á. Đó. 25. Quanh dễ này 25 nè. Đó, đuôi dính xuống nè. Chiều cao từ cái đầu đó xuống đây là như qua này. 95. À, để ngang, để ngang. Để ngang 50. Để ngang 50 nha. Bay nãy. Chiều bay từ cái đầu này ra đít này là 4 mấy sao? Nhiêu ra? 65. 65 nha. Cây này quà đẹp á. Dễ nhiều nha anh em, dễ ok nha. Cái chi đuôi này sao nó đổ hết luôn nha. Cây này ngồi mập mập á. Cây sạch sẽ hết nha anh em. Quên hỏi chứ còn bỏ vô nó làm gì. Đầu cổ sạch sẽ nè. Dễ ok hết nha. Anh em coi dần dễ đó nè. Dễ này anh em thả xuống được nè. Cái sạch sẽ bóng lưỡng hết. Giật xuống đó ha. Để em giao lưu anh em mai dừng dán thú nha. À, chiều này cái này đế bò anh em quằn quại cái đầu nó hồi về lại cái dàn đế nè. Đó, hai chân trước nha, có hai giây trước là hai giây sau nè, đuôi rồi nè anh em à, lưng rồi nó quằn đá đây nè, đập cái thước trước nha, quằn chỗ cái lưng này nè là 30 nè, quằn ngay cái eo này anh em nè là 40, quằn thăng chính xác cái này là 40 luôn nè, quằn đây là 30, quằn gọn là 30 nè. Nói chung là cũng đo cũng trên lệ nè. Đế ngang là 60 nha anh em. Đế ngang 60. Chiều cao là 58. Chiều dài chiều bay con thú là nhiêu quên rồi. 65. Chiều bay từ đít này qua cái đầu này là 65 nha. Đó. Đi đi vòng anh em xem. Cái này chuẩn thú luôn á. Giao thả đồ ngang là cho cái phần lưng nó đã. Hồi đầu ra luôn nha, thấy không? Hai chi. Chi này là đặt hết luôn nha anh em. Đây là bọng nè, bọng cửa nó út nha anh em. Chắc nó bọng xuống chỗ đây nè, nó có khe bọng chỗ đây nữa nè. Đó. Nè, cái đầu nó bo nó hồi về liền đế lại luôn nè. Đây có bú nè. Cái bể lưng nữa nè anh em à. Coi nè. Thấy không? Quằn quại nè. Chỗ đây nè, nó nhè cục đá luôn nha. Ôm cục đá cứng ngắc luôn anh em à. Ôm ngọc luôn á. Ngoài sau hai dễ nha, ngoài trước này còn đang dễ nè, đang dễ. Anh em thả chậu là mình chơi phần lưng hết luôn nha, thả chậu ngang là mình chơi lưng hết luôn á, đẹp cây á, thả chậu ngang là anh em chơi phần lưng đó, đít rồi đó, cây đẹp. Câu lưu anh em, cái mai dừng chân dài dán đổ nha, cây này đổ tự nhiên luôn nè, mà để em đọc cái thước cho anh em xem trước nha. Cái đế ngang này là 40 nha anh em, rộng từ bên cái mặt này nè qua bên cái eo ở đây là nhiêu quên rồi ta, 68. 58 nhiêu 58. 58 nha anh em, từ đây qua đây 58 nè, cái cần này nè, cái quanh đầu là 38, quanh thăng cho mình là 42, cái quanh mà em đo xéo qua cái bú này nè là 58 nha. Cái dĩa này chắc cỡ 25 nè, dĩa bên đây chắc cỡ 20 đó, cao lên từ dưới đầu đổ nè, từ đầu đổ mặt xuống mặt đất này là cao lên là 62 nha, cao từ mặt đất lên tới cái chỗ eo bú đó là 82 đó. Đọc cái thước cho anh em xem rõ ràng. Dễ ok nha anh em, dễ nè, một dễ này là nói chung là 4-5 đầu dễ nha anh em, mấy đầu dễ nhỏ nhỏ trên đây nè, dễ là tương đối ok nha. Cái này nó có hoài thực tế nó cũng duyên nha, đầu đổ nè vớt cũng đã đổ xuống tự nhiên luôn nha. Mấy vòng anh em xem rồi em làm chi tiết lại.
nó gù cái nó đổ xuống gục xuống rồi. Nè đây con chì nhỏ nè, đây đầu là sạch sẽ nha anh này, mà coi nó là cái eo rồi quặn rồi. Đây cả, đây mặt cắt nè, đây nè, chỗ đây nó có khe lũ nha anh em, lũ này lũ sạch nha, lũ không bọng gì hết á, đó. Lũ cái lũ nhỏ, lũ này là lũ nhỏ rồi nha anh em, nó không có mỏng gì nha, nó còn vẫn còn dày lắm. Đầu không bọng nha, cái đẹp ạ. Bao lưu anh em, cái mai dừng chân dài nha, thằng rất lượng nha anh em, cái còn chậu nha anh em. Để em đọc cái thước cho tổng thể cho anh em xem nha, cái hoành chỗ cái dễ này nè là 26 nha anh em. Đây hoành giót ngọn là 30 mấy qua rồi 37 sao, hoành chỗ đây là 42 đúng không? Nó 42, hoành đây chỗ đây 42 nè, hoành em đo qua bao qua cục bú này nè là 47 nha, bao qua đây nè. Đó, bao qua chỗ đây luôn. Mình bao qua chỗ đây là 47 nha. Con này 37 nè. Này chỗ này ngang u này 42, này 37. Chiều cao là 1m6 nha, chiều cao từ sừng này xuống đất 1m6. Chiều bay ra là 58. Từ đầu bay vô đít rồi. Nó từ đầu ra đây nè. Cây này lượng này hay nha anh em, gọn chậu luôn à. 8 độ dễ nha anh em. Chạy dễ nhiều quá. Cây cứng cáp cây nha, chứ không phải yếu đâu nha anh em. Quay vòng anh em xem nè. Cây ok. Dễ này lên nó hồi xuống lại nè. Đầu bay ra nè. Cây đẹp cây nha. Cây sạch sẽ hết nha anh em. Vì sao đít nó có nằm đá đó, nó có hai điểm lũ nè. Điểm nhỏ điểm này dễ thì khỏi nói anh em, mà 8 đầu dễ ok hết á, gọn chậu luôn, đẹp cây nha. Lượng nè quá nha, ok. Ao lưu anh em, cái mai dừng cái này dán như dán lông anh em à, dòng đang lượn lên nha, như con rắn nha, nó phình mang lên đây, nó phình mang đá nó bay ra nè, nó lượn từ dưới lượn ép lên nè. Đem đo hoành, đem đọc một số hoành nha. Cái đầu ở đây nè, đo từ vị trí đây là 47 nha, hoành đầu 47, hoành ngang phình này nè là 67 nha anh em, nó phình đây nè, hoành ngang cái bể đít này nè, bể đít này nè là 57 nha. Cái đít này nè. 50. Hoành chỗ cái dễ này nè, chỗ cái chỗ đây nè là 50 nha. Đây. Chiều cao à, từ dưới đất là lên tới cái đít này là 1m5. Đế ngang là 60. Đây qua đây là 85. Đế ngang là 65 nha. Còn cái chiều từ đít này 80. Bay ra là 85 nha. Chiều cao từ dưới đất là lên cái đầu là 1m2. Đó. Rồi ok. Cây này quá đẹp anh em à. Để đi vòng anh em xem. Cây mập mạp nha anh em, cứng cáp cây nha, vàng dễ thì ok nè, sạch sẽ bóng lưỡng nha, cây bự nha anh em ha, lượng nè bay ra nè như một con rắn, con dòng đang lượng bay ra, cây răng cốt không anh em à, cạnh khế gạch đồ đó, đầu cổ sạch sẽ nha, cái đầu nè bóng lưỡng nè, da là bóng lưỡng nè, đây nè, nó ép đá nó phình ra nè. Dưới đây cũng phình ra nè. Đây là có miếng lũ nhỏ nè, xíu nè. Đây có miếng lũ nè anh em à, cỡ ngang giữ em nè, bên ngang cỡ nhiêu đây à. Chạy xíu nè, đá nó chạy dưới này nó cũng chạy lõm cỡ này nè, nhỏ rồi nha anh em, đó anh em thấy không, chỗ này nó sắn nè,
vô đây nó làm một cái đá nó bể ra nè, nó bò vô nè, nó bò xuống đây nè. Đó, nó bò đây nó làm gang cốt nè, bể nè. Đó, xuống đây nó làm dễ nè nè. Dễ cho đây nó hơi chạy xuống nha. Cây này nói chung là ok nha anh em. Thực tế cái này nó bay lượn rồi đẹp á. Răng lưng. Lưng cổ rồi gang cốt đá này mà. Đây nè, như này nó làm chữ S đây nè. Đó, nó lượn nè, nó bò đít nó bay ra nè. Quá ok nè anh em. Bệ lưng nè. Tại cái thước để nhà nên nó không có đem ra theo á. Nên em đo dây bằng dây nha. Một can 20. Rò cũng trên lệch vậy phải không? Quá trời nha. Giao lưu anh em tác phẩm mai rừng dán đổ nha. Cây này quắn cục cục đổ xuống anh em à. Cây này đổ tự nhiên luôn nha. Cây này hoài khủng nha anh em, đẹp cây nha, gọn chậu luôn. Để em đọc cái thước cho anh em xem trước nha. Đây nè, cái hoành quay đầu đây là 47 nha anh em. Đây cái hoành em đo xéo qua đây nè, ngay cái đế này nè là 67 nha. Cục bệ đít đó nè, cái bệ đít này em lo xíu qua đây là 47 nha. Đó, hoành cái dễ này là 25 nè. Ờ, 27 nè. Cái dễ này cũng 27 nè nha anh em. Đó, đế ngang nè. Đế ngang từ đây qua là 60 nha. Chiều cao mà từ dưới đất nè. Từ đây là lên tới ra đây là mét lên 5 nha. Chiều đổ nè. Đổ từ đít này xuống là 67 nha. Chiều cao từ dưới đất mà lên tới đầu đổ nè. Là cũng là 67 luôn nha anh em. Từ dưới đất lên đầu đổ là 67 đó. Rồi đến đi vòng anh em xem nè. Cây này đây, tác phẩm luôn anh em à. Tại mắt cái thước nha anh em. Mắt cái thước nên anh em đo nó cũng trên lệch vài phân thôi. Đo bằng thước dây mà. Thước gang á. Cây này thực tế hoài nó bị bíp anh em à. Nó quắn cục cục rồi nó đổ đầu nè. Đổ là nó đổ tự nhiên luôn nha, chứ không phải mà để cho nó đổ nha. Dễ thì bao la dễ anh em. Nó dớt cái cằn luôn nè. Anh em coi nè. Chỗ này nó làm một cái bệ nó xoắn nè. Lần này nó lượn nó xoắn nè. Nó dớt ra nè. Đầu cổ là sạch sẽ hết nha anh em. Ừ. Bệ lưng nó nè. Anh em coi cái bệ lưng nó nè. Hai cái dĩa nó đàn xuống nè. Con nó xoắn nè. Cái này nó xoắn một cái nè. Nó tạm ra một cái bệ nè. Làm ra cái bệ này nó xắn qua lại nè. Nó xuống nè. Ồ, cái đít này cũng nó cũng xoắn nữa nè anh em nè. Cây này nói chung là quá đẹp anh em à. Kiếm được giờ tác phẩm gì nữa anh em. Đây nói chung mập mập cây to cây nha. Đó. Em coi gần cốt nè. Bò xuống nè. Dớt cái đầu xuống nè. Cây này ở hoài bự nha anh em chứ không nhỏ đâu nha. Cây này nó sắn luôn nha. Người giác không bê á. Sừng cổ nè anh em nè. Đâu lưu anh em cái mai rừng dáng quái nha. Cây này nó lượn như một con rồng anh em à. Cái đế thôi bị ghiền nha. Để em đọc cái thước cho anh em xem trước nha. Nè, cái chiều bay từ cái đít này nè, từ cái dễ này nè, lên tới đầu là một mét gần mét hai nha anh em. Có 1m17. Chiều cao là nhiêu? Chiều cao nó nãy 84. Chiều cao từ đây là lên là 84 nha. 27. Đó, đế ngang là 60 nha anh em. Rồi. Hoành tại vị trí này là 27 nè. Đây nè. Đây nè, hoành chỗ đây là 40 nha. Hoành chỗ đây 27 nè. Anh em coi cái đế đó nè. Đó, anh em coi cái đế đó nè. Xoắn nè, anh em nè. Anh em thả chậu là chơi cái phần này hết luôn nha. Phần đế đó nè. Dễ là cái này ok hết anh em à. Đế đấm nó quắn cục anh em à. Cái đầu nó bay lên đó nè. Cây sạch sẽ hết nha anh em. Cây này cũng quá. Thế thôi, anh em thả chậu là chơi hết nha. Chứ không có
chôn hết nha. Cây đẹp cây này mà dòng đang đứng lượng lên, dễ là xuống chậu hết nha. Cây này dễ ok nè, đế nè, mình thả chậu gì đó. Đó mình bê lên sau này mình lấy xuống nha. Quá nha. Giao lưu anh em tác phẩm mai rừng chân dài nha. Cây này cái dàn dễ nó đơm xuống anh em à, dàn dễ lông dàn cám nó đầy hết nha. Cây này là khỏi quan tâm tới dễ luôn. Thước để ở nhà này mà bây giờ em đo cũng trên lệch vài phân nha. Em đo cái thước trước nha, đo bằng dây nha anh em. Đây cái đầu tại vị trí này là 25 nha, cái hoành trong eo này á 37. Cái hoành hai dễ này chắc cũng có 20 nè, này 20 nè, này hai mấy nè, hai dễ này nè, hai dễ này nè. Cao 1m2. Cao 1m2 nha. Ngang. Từ cái đít này nè, mà nó bay ra là 40. Để ngang 40 luôn. Rồi để em quay vòng vòng cho anh xem trước rồi. Tại thước bỏ quên nhà lấy dây gan tay đo này mà. Gan tay cũng 20 rồi. Cục rút lên mình đo nha. Đo nó đúng chứ không phải là trên lời trời phăng à. Cái quá ok anh em à. Cái đầu nó bọng ở đây, nó không bọng nha anh em. Tắt tới điểm này là nó hết bọng rồi nè. Cắt vô xíu nữa hết bọng à. Đầu cắt vô xíu này nó mắc cục bú nha. Đầu cục bú nè. Chỗ đây nó bút eo nè. Có sắn nè anh em à. Chỗ đây nó có sắn nè. Xuống vàng dễ đó nè anh em à. Dễ khỏi bàn tới luôn. Dễ chín đây là như hai ba đầu ở đây nè. Dễ nè. Cây đẹp cây nha. Như bức tranh á. Xoắn nè. Làm cái xoắn nè anh em à. Không. Đá nha. Cây nói chung đẹp.